Rất là nhiều bác đang quan tâm về chiếc xe Get biển thủ đô Hà Nội này của em. Đây chính là chiếc xe Get mà hôm trước em đã đổi thành công từ chiếc bán tải Forerunner cho một bác chủ ở trên Hà Nội nhé. Bán tải Forerunner đổi thành công thành một chiếc xe Get. Đây, bác để lại lộc cho em là một chiếc xe Get đời 2008, số sàn với nước sơn màu xanh đẹp, biển tư nhân. Và em này là xe gia đình bác đang đi bình thường nhé. Đơn giản là bây giờ làm khung nhôm cửa kính thì muốn lên xe bán tải vừa phục vụ gia đình đi lại, vừa phục vụ công việc. Nên là bác nào đang quan tâm về dòng xe Get với cái tầm tiền 145 triệu, số sàn nhập Hàn Quốc với động cơ trang bị 1.1, số sàn máy ăn ít xăng nhé. Kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790 để em Lê Hương tư vấn nhé. Biển 30 thủ đô Hà Nội, Hyundai Get 2008, số sàn đây. Đèn pha là đèn halogen nhưng đèn gầm phía dưới là đèn bi salon ạ. Nước sơn màu xanh đẹp với một dàn lốp Michelin mác chủ mới thay. Anh ấy khoe rằng anh mới thay một dàn lốp xong thì bán xe đây. Một dàn lốp Michelin ốp lên na răng nhìn khá là đẹp rồi. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 3 2023. Bác nào đang thích dòng xe Get đi tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, ăn ít xăng thì để lại số điện thoại em Minh Hương tư vấn nhé. Kết nối trực tiếp qua Zalo em tư vấn cho các bác nhà mình nhé. Đây, em nó cũng dùng khóa khiển để đóng cửa như những dòng xe khác thôi. Các bác nhìn này, xe Get 2008 nhưng nhìn khá là cứng cáp và đẹp luôn. Điều hòa mát lạnh, các thanh gió điều hướng điều hòa này, các em nó còn được bọc thêm một cái ốp mạ chrome này, ốp mạ chrome này, ốp mạ chrome này. Wow, bác chủ cũ thật là ăn chơi cũng như là tiết kiệm, cũng như là bảo vệ các thứ của cái bộ phận trên xe quá là tốt luôn. Keo chỉ zin rồi, xe gia đình mà bác nào mà mua được chiếc xe Get này về đi thì quá là sướng luôn. Bọc hết những cái phần nhỏ nhất như thế này cũng bọc này, phần táp ni cũng đẹp luôn, táp ni cũng đẹp luôn, táp lô cũng đẹp luôn các bác nhé. Một chiếc xe Hyundai Get 2008, số sàn bọc lên bộ áo ghế quá là chất luôn. Củ số phanh tay sắc nét, số sàn đời 2008 đây ạ. Động cơ trang bị 1.1, ốc khóa đẹp rồi. Nói chung là dòng xe với tầm tiền 145 triệu đi xe Get còn sướng hơn nhiều những dòng xe khác các bác nhé. Còn sướng hơn nhiều. Bác nào từng đi Get thì mới biết được bộ lành của em nó nhé. Hyundai Get 2008 đây. Quay chi tiết cho các bác nhà mình để các bác nhà mình nhìn kỹ này. Cột kèo keo chỉ này, móc khóa trẻ nhỏ thông minh, nước sơn màu xanh đẹp Hyundai Get 2008, nước sơn màu xanh quá là bắt mắt luôn. Một dàn lốp Michelin mác chủ vừa mới thay. Phía sau xe cũng có đầy đủ cho em cam lùi và bốn mắt cảm biến va chạm này. Đèn hậu cũng sáng luôn, mở khoang hành lý nên xem có to rộng rãi không này. Khoang hành lý cũng khá là ok đối với dòng xe Get bản hatchback nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng mà khoang hành lý này để hai ba lô vali cực lớn đều ok này. Lốp sơ cua còn nhá. Quay lên trên này, máng nước này, ốc nhái không hề bị vặn mở luôn. Hyundai Get 2008, số sàn 1.1 bản nhập Hàn đây. Bác nào quan tâm và yêu thích Get thì không thể bỏ qua đâu nhé. Em quay trực tiếp luôn. Đấy, một dàn lốp rất là dày luôn. Lốp Michelin dày này, cũng là dùng khóa khiển luôn các bác nhé. Đây, thảm bệ sạch sẽ mà nhìn khá là rộng rãi. Mặc dù form của nó nhìn hơi nhỏ nhưng mà ngồi lên cũng khá là thoải mái luôn. Em đã trải nghiệm rồi các bác nhé. Táp ni táp lô, móc khóa trẻ nhỏ thông minh vẫn còn đầy đủ cho em ạ. Khóa khiển luôn. Vô lăng thiết kế 3 chấu này. Em thấy hay nhất là như này. Từ những cái điều hòa hay những cái tay nắm cửa thôi, bác cũng bọc chrome cao cấp. Gương kính 4 cánh đều là auto tự động cho em. Móc khóa này ốc nhái không hề bị vặn mở luôn. Hyundai Get 2008, số sàn xe gia đình. Bác nào đang cần tìm một chiếc xe với cái tầm tiền trên 100 triệu, 145 triệu có Hyundai Get 2008, số sàn động cơ trang bị 1.1, xe nhập Hàn nguyên chiếc nào. Kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để em tư vấn nhé. 0354602790 ạ. Có Hyundai Get này, các bác nhìn này, cũng dùng khóa khiển độ, cũng dùng khóa khiển bình thường ạ. Từ 1:30 ngày mai em sẽ lại lên sóng báo giá trực tiếp trên 200 đầu xe đang về bên em. Bác nào quan tâm thì có thể theo dõi và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.